Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Sau tin đồn chia tay Cẩm Đan, chồng cũ Lệ Quyên bị netizen nghi ngờ có tình mới vì đăng hình cô gái lạ. Chồng Lệ Quyên vừa đăng hình cô gái này lên trang cá nhân là đã vội vàng xóa đi. Đầu năm 2021, doanh nhân Đức Huy, chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên, từng khiến khán giả chú ý với thông tin hẹn hò tình trẻ Cẩm Đan. Và mới đây, nam doanh nhân vừa đăng tải hình ảnh một cô gái lạ mặt trên trang cá nhân. Chính vì động thái này của anh, nhiều khán giả đã chú ý và nghi ngờ đây có phải là bạn gái mới của anh. Đức Huy chia sẻ bức ảnh người đẹp này chụp hình cùng con trai bé Bo của mình cùng dòng trạng thái: cô gái nói học sinh này thông minh nhưng không tập trung lắm. Xuất hiện trong bức ảnh, nhân vật nữ chính ăn mặc giản dị, cười tươi ngồi cạnh bàn học của bé Bo, có lẽ cô gái đang phụ trách dạy bé Bo học tập. Tuy Đức Huy đã xóa đi dòng trạng thái này, nhưng cư dân mạng cũng đã nhanh tìm ra được thông tin của nhân vật nữ chính. Được biết, người đẹp này không phải là gương mặt xa lạ, đó chính là Huỳnh Nguyễn Mai Phương, thí sinh quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam. Mai Phương sinh năm 1999, kém Đức Huy 24 tuổi. Mai Phương từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 5 chung cuộc kèm giải phụ người đẹp nhân ái. Với thành tích trên, Mai Phương đã vượt mặt Cẩm Đan, bạn gái tin đồn của doanh nhân Đức Huy trong cuộc thi sắc đẹp này. Hiện tại, Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng là một trong những gương mặt sáng giá tại cuộc thi Miss World Việt Nam Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021. Tháng 8 vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn đại gia Đức Huy chia tay với tình trẻ Cẩm Đan. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân đã bỏ theo dõi bạn gái tin đồn. Thậm chí trên TikTok của mình, phía Cẩm Đan cũng từng đăng tải đoạn video về Trung Thu một mình. Cô nàng cũng chia sẻ dòng chữ kèm với clip TikTok: đây chỉ là đoạn clip mang tính chất giải trí, mong là không bị nói chia tay chia chân. Được biết, Mai Phương sở hữu chiều cao 1m7, cùng số đo 3 vòng chuẩn 82-63-92. Không chỉ có lợi thế về ngoại hình, Mai Phương còn được mệnh danh là nữ thần mặt mộc khi sở hữu làn da trong veo mịn màng, đầy sức sống, sở hữu các đường nét thanh tú, nên chẳng cần trang điểm nhiều, cô nàng vẫn vô cùng cuốn hút. Lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành được giải thưởng phụ người đẹp nhân ái, Huỳnh Nguyễn Mai Phương sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng và hoàn toàn xứng đáng là đối thủ nặng ký một thời của Đỗ Thị Hà. Thậm chí, Mai Phương vượt mặt về thứ hạng với tin đồn tình cũ của doanh nhân Đức Huy là người đẹp Cẩm Đan, top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020. Đặc biệt, không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, học vấn của Mai Phương còn khiến dân tình thực sự trầm trồ. Cô nàng đạt thành tích 6.5 IELTS khi là học sinh lớp 11. Bên cạnh đó, Mai Phương còn gây ấn tượng với khả năng hoạt ngôn và từng thử sức mình với vai trò MC dẫn dắt chương trình Hành Trình Hương Vị. Được biết, Mai Phương hiện đang là cộng tác viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.